Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên về âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mới nhất đã có mặt tại Lê Khôi Audio. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả anh em, like, đăng ký kênh để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất anh em nha. Thì trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một bộ ghép. Thì gồm có một cặp loa Phaylin nha, Phaylin và một cái con âm ly đến từ hãng Fisher. Thì những ngày vừa qua thì Khôi đã giới thiệu rất là nhiều loa rồi. Anh em thì đang cần âm ly, nhiều người nhắn tin gọi điện. Nhưng mà tính của Khôi thì rất là thực tế và thẳng thắn nên Khôi sẽ quay clip và đăng công khai. Thì những anh em nào mà đang hỏi những cái con âm ly này thì anh em tranh thủ thời gian vào xem. Được thì anh em mình giao lưu chốt hàng nha. Tại vì không có thời gian để đi gửi từng người, gửi ảnh cho từng người rồi chờ phản hồi, nó mất nhiều thời gian lắm nên là Khôi quay trực tiếp lên đây. Rất mong anh em thông cảm. Mình xin nói những điều này tại vì nhiều anh em là dặn rồi chờ, quan tâm thiện chí lắm nhưng mà đến lúc mình đăng lên thì không không kịp xem thì người khác mua mất nha. Thì anh em cũng thông cảm cho Khôi điều này nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con âm ly đến từ hãng Fisher. Con này là Fisher nè, model của nó là quen thuộc luôn, 440T. Nhưng cái con này nó sẽ rất đặc biệt khi anh em xem hết clip này. Sau khi mà Khôi sẽ tháo nó ra thì anh em sẽ thấy những điều đặc biệt ha. Còn về hình thức thì đẹp anh em, về hình thức là tuyệt vời ha, mặt mũi đẹp sáng, núm zin, nắp zin luôn, con này đẹp sáng bóng luôn ha. Đó, anh em xem qua ha, tuyệt vời luôn. Đó, ok chưa? Đó, mặt mũi nó là như vậy. Thì những ai mà chưa chơi đồ cổ á, thì mình tìm hiểu thêm. Tại vì nó đẹp thì đẹp nhưng mà so với những cái món đồ đã qua 60, 70 năm anh em nha, lưu ý như vậy. Chứ không thể là so sánh với đồ mới. Điều này thì chắc những ai đã chơi thì sẽ biết nha. Còn Khôi nói ở đây là để những anh em nào mà chưa chơi thì mình sẽ có một chút là nhận xét, tìm hiểu, nghiên cứu và hình dung. Đẹp, đẹp và đẹp so với những cái đồ 50, 60 năm ha. Rồi, còn đặc biệt là cái con này, cái vỏ gỗ rất đẹp ha. Thấy không? Đẹp tuyệt vời chưa? Đó. Rồi thì đây, đây là cái đít của nó này ha. Model 440T anh em ha. Điện thì chắc chắn là 120 rồi nhé. Đánh bốn có sò sắt, cái tí nữa có sẽ tháo nó ra cho anh em xem ở trong ha. Thì cái phiên bản này anh em nó rất đặc biệt, thì tí nữa Khôi sẽ tháo nó ra. Đây này, cọc loa Khôi đã cắm sẵn vì mình đã test rồi, hoạt động hoàn hảo rồi thì mình mới đưa lên bán anh em ha. Lưu ý như vậy chứ Khôi không có quay những cái con mà chưa test. Đó, anh em hỏi là tại sao hàng mới về mà lại có cái cọc loa, thì mình nói là mình test rồi thì mình mới đưa lên bán. Rất tuyệt vời ha. Đó, ok, rất đẹp. Bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái vỏ nó ra để anh em cùng xem được bên trong. Khôi sẽ quay cho anh em cùng xem cái ruột gan bên trong. Con này đẹp cực kỳ luôn, đẹp một cách là xuất sắc luôn nè. Còn mấy cái bụi này, bụi bặm ha, thì đây đẹp kinh khủng khiếp ha. Anh em nhìn nè, Fisher mà như thế này đây nè, dễ sợ ha. Đó, quay rõ luôn ha, zoom ảnh rõ luôn. Thấy sơn này sơn trắng luôn ha. Những cái con Fisher mà thường về á, là nó sẽ bị hoen này, những người chơi là biết này nha. Anh em mà đang có những cái con Fisher á, anh em có thể so sánh với con này ha. Đó, đẹp ghê đúng không? Mấy cái chỗ này nó có làm biển, nó chưa chùi nè. Đó, mấy cái chỗ này chùi rồi nè, đẹp cung khủng khiếp luôn ha. Đó, thật những ai mà chơi Fisher rồi thì khi nhìn cái con này thì sẽ chảy nước miếng á, nó thật luôn. Tại vì những cái con Fisher 60 70 năm như thế này là hiếm lắm, hiếm có lắm anh em. Không phải mình bán để mình ca ngợi nó đâu, nhưng mà thật sự là nó đẹp thật. Ok, đó, thấy chưa? Đẹp ghê gớm không? Đó, trắng tinh luôn ha. Anh em nhìn nè, nhìn máy móc này. Đó, trên này cũng vậy nè, kinh khủng khiếp luôn ha. Đó, thì con này là dòng số 5 tù này nè, nhé, tù này. Đây là tù nguồn này, hai tù công suất này ha. Đó, thì nó y hệt như con 550 luôn nè. Thông số các thứ là đều giống luôn ha. Tù tì nó nói chung là không khác gì luôn. Đó, nên là anh em mua được cái con này là nó mình sẽ lời này, mình sẽ lời luôn. Đó, nó giống như 500, giống như feature 500T. Con feature T bây giờ nó rất là cao luôn, cao khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi anh em mua con này nó được rẻ hơn này, phiên bản đặc biệt luôn, và nó rẻ hơn con kia nhiều luôn nhá. Ok, Khôi xin phép kết thúc clip giới thiệu ở đây.
và cái phần báo giá thì cái mức giá mà để anh em sở hữu con này á 14 triệu chuyển khoản khối bao ship tận nơi. Còn anh em nào mà ship COD thì cọc 30% và trả tiền cho bưu điện.